xin giới thiệu cho quý khách mẫu chuông gió bằng ống tre nứa của công ty nhà cụ Phong Vân. Thì hiện tại ở đây Phong Vân đang cung cấp ba cái mẫu ống tre nứa, gồm loại nhỏ này, loại size nhỏ nhất này, size vừa và size lớn. Đây là cái kia đây, size nhỏ này. Có 3 size ở đây thì được làm bằng cái chóp và quả dừa. Thì còn có cỡ khoảng 1/4 quả dừa này, rồi 1/2 vỏ dừa này, rồi gần như 1 quả dừa luôn. Thì 3 size ở đây cũng mọi người nhìn thấy kích thước của nó ở đây. Thì ống lớn nhất là bên này. Bây giờ mình sẽ lắp từng chiếc một cho các khách nghe âm thanh có chuông gió nha. Đây là hàng chuông gió xuất khẩu. Chuông gió này được xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Và cái ống ống đây bằng ống nứa nha. Ống nứa và được sơn bằng vernis. Tất cả ống này thì được điều chỉnh lấy âm thanh theo đốt nhạc nên là âm thanh nghe rất là hay. Mọi người nghe thử. Đây chuông gió này để treo phong thủy này, hoặc treo trang trí ở nhà hoặc là ở các quán đình chùa cũng treo được. Thì nó nghe, nếu mà có tiếng gió vào thổi nghe âm thanh nó như là một bản nhạc. Đây là nhỏ nhất nha. Còn đây là size vừa này. Size vừa thì cái ống nứa nó to hơn, âm thanh nghe cũng hay hơn, vang hơn. Tất cả chuông gió được bọc qua cái mút xốp này nên là khi vận chuyển thì nó cũng rất là đảm bảo và lại gọn gàng nữa. Made in Việt Nam nha. Mình điều chỉnh làm sao cho cái ống nó cân đối để nó được ra âm thanh đó. Thì để nhà thì gió đẩy thì nghe có tiếng gió là reo rất là hay. Size lớn thì kích thước của ống cũng lớn hơn và âm thanh cũng to hơn rất là nhiều. Phẩm đi được làm rất là kỳ công về âm thanh cũng như là về màu sắc và chất lượng của chuông gió. Giá bán thì quý khách có thể lên website nhacuphongvan.vn hoặc là phongvan.com để xem mẫu mã và giá bán, hoặc liên hệ đến các shop nhạc của nhà cụ Phong Vân để hỏi trực tiếp về giá cũng như là để được giao hàng tận nơi.
Thì Phong Vân thì cung cấp là số lượng rất nhiều và có thể xuất khẩu được, nên là quý khách có nhu cầu có liên hệ đến nhà của Phong Vân nhé. Đảm bảo âm thanh rất là hay, hay hơn so với cả các loại chuông gió trên thị trường hiện tại. Đây là hàng made in Việt Nam và hàng xuất khẩu, nên là mời yên tâm về chất lượng của sản phẩm nha. Thì cảm ơn quý khách đã theo dõi. Quý khách có thể có nhu cầu liên hệ đến nhà cụ Phong Vân ở tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, hoặc là truy cập website phongvans.com hoặc là nhà cụ phongvan.vn để liên hệ, biết thêm về giá bán xỉ lẻ cũng như là phương thức giao hàng cho quý khách nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.